đó là kích thước của một số cái kiểu hộp đơn giản. Ví dụ đối với hộp đứng, hộp đứng như thế này, vuông đứng thì mình đo đứng thì chiều mở nách này, chiều này chiều mở nách này đó, mình gấp lại mình đo kích thước thành phẩm thì mình đo bờ ngang, ngang của một cạnh này, đặt từ múc nha, được từ đính từ đầu múc của một cạnh này qua tới này thì như thế này thì tầm 4 cm đó, rồi cạnh hông nó cũng 4 cm luôn với người hộp vuông. Về chiều cao thì tính từ dưới lên, chiều cao đó là 12 cm, thì dài rộng ngang hông cao hoặc là dài rộng cao đấy, như vậy. Còn đối với cái loại hộp dẹp như thế này này, hộp dẹp này này đó, thì mình cũng tính từ chiều mở nắp thì mình đáy lên là chiều cao đó, tính chiều mở nắp thì mình đo cái thước thành phẩm của cái hộp, đo ngang, ngang là 5.5 cm, bờ hông là chiều này, hông là 2.8 cm đó, và chiều cao thì đo từ đáy lên lên tới chiều mở nắp là 8.5 đó. Tương tự như cũng cái hộp kiểu dẹp này luôn, nhưng mà mở nắp hai đầu này, mở nắp hai đầu thì mình cũng xoay lại, mình đỡ đứng này mình cứ lấy cái thước ngang, mình đo chiều ngang, ngang này là 9.8 đó, mình đo chiều ngang này, rồi hông này, hông là bờ dẹp ấy 2.5, về chiều cao của nó, chiều cao là tính chiều mở nắp mình đỡ đứng, chiều mở nắp này mình gọi là chiều cao đó, là 12.7 cm đó. Đối với hai kiểu hộp thông dụng hay gặp nhất là như vậy.